Đây, 32 phút không tạm, 32 phút không tạm nha. Từ 32 phút để tôi coi từ bao nhiêu phút nha. Ricky bay vào chơi may đủ xa này. Ricky Blink hết hai trạng Blink rồi. Ricky bắt hai trạng Blink, mấy ông thấy không? Lên sắc ở BKB, chết bay 458. Nidrum bị nổ chết phía sau luôn. Bắt chết ở Snapfire, Lết Sắc đã hết BKB rồi. Để chưa chặt chết ở Lết Sắc. Lại ẩn chết bà Bách ra để Medusa ăn Rosa ăn xong rồi, nó cầm cái gì. Sarada cũng bà Bách luôn. Còn Lóc phải cọ khói bóp này các bạn, còn là Medusa với Kuka không lên đồi được. Còn phải làm chia cắt đội hình này. Để chưa chặt là Medusa nếu có cửa các bạn, nó thấp luôn đây. Chết được Medusa, Ricky chết và bách ra luôn. Ok, phải là từ 32 phút cho tới 35 phút. Còn bác nó dài 3 phút mấy ông ạ, 3 phút. Từ 32 cho tới 35 phút đấy. Để tôi tua tiếp tục tới đoạn này để coi bút tiếp nha. Để coi đoạn này 496 họ đánh thế nào mà mất này. Để coi đoạn này tại sao thỏ đánh thế nào mà thật râu kinh vậy. Đây, thỏ này. Chúng ta coi fan để lấy súng chủ nha, chúng ta sẽ cùng coi lại này. Đây, để coi tình huống thỏ đây. Đừng lấy chủ thôi. Nhưng mà chúng ta coi thỏ xử lý nha. Rõ ra là không có Medusa, không có Lết Sắc. Thấy không? Blink từ đấy vào tới đây luôn. Follow kịp thì đéo nào được. Mất hai chàng cùng ca không trên. Bây giờ không còn gì Blink ra nữa. Hết máu, hết mana, bị dính đớt vào người. Kiểu Trương xài ru ngủ. Cố gắng chạy về. Disruptor bị stun trong này, không TP về được. Disruptor chết. Ở đây thỏ này, thỏ bắn đông kịt quá, thỏ chết. Đứng không về, vẫn đứng quay lại thì chơi tiếp các bạn. Thỏ không về, vẫn muốn quay lại chơi tiếp. Là thỏ có nó theo đường thỏ chạy về là sẽ thỏ chạy tới đây là sẽ không chết. Nhưng mà thỏ ở lại, đừng tính quay lại chơi luôn thì phải. Bị bắn rocket sống chết. Để chưa thì bị chặt chết ở đây. Rồi và bắt đầu là từ đó bắt đầu lật kèo. Để chúng ta cũng có một combat cuối nha. Chúng ta sẽ cũng coi combat mà Rosa tiếp theo rồi coi. Tại sao chúng ta lại thua. Từ cái tầm này chúng ta bắt đầu chết lệ từ người một này. Mặc dù chúng ta đặt được hai người tốt đấy. Đây. Đặt được hai người, cả Kuka, cả Lết Sắc, bắt chết Lết Sắc. Lết Sắc được bài bách ra. Lion ở phía sau bị cơ lỏng chay, Slada bây giờ mới tới. Ricky và Link theo Slada chạy ra ngoài. Nhưng ở đây Naga của ngày trước bị cô lập các bạn, Naga bị cô lập ở đây. Không ai backup cho anh ta được. Thế là Naga ngày trước chết đầu tiên lập tức bài bách ra. Bây giờ tới lượt đoạn Roshan nha mọi người. Medusa có double dam, nó bắn rất là đau. Dam của nó tới 1000 dam lần mà. Nó có tới cả 1000 dam lần đây. Đây, nó bắn Roshan. Húc sọ thẳng vào đầu 458 luôn. Nó bắn Roshan, nó có đạn bé bỏng chết tới nơi luôn này. Nó chơi theo, bắn rocket chết đạn bé bỏng đầu tiên. Roshan ăn xong, Medusa cầm Aegis. Ở đây Slada. Ở đây 458 này, không có BKB các bạn. Kiểu Trương hết BKB rồi. Kiểu Trương thì BKB đang cung đao từ trước đó rồi, Trương cung đao xong. Bởi vì anh ta 13 bách mà, 13 bách ra xong. Đó,
cứ bắt từng người một, chúng ta không thể vào combat cùng một lúc được. Điểm mạnh của cái bài Naga Disrupt là gọi là khó mà thua combat ở late game, bởi vì cứ ru ngủ xong, tại Static Storm ra là thắng. Nhưng cái vấn đề mà khi mà chúng ta không còn ru ngủ nữa, chúng ta không còn Static Storm nữa, thì chúng ta sẽ rất khó đánh combat. Để là lúc đó sau khi mà bất cái combo đó xong, nghĩa chương chết, thì chúng ta cứ cho địch con Roshan đi và chúng ta lui về, đợi cái Ultimate cooldown xong, đợi cái Static Storm và cái ru ngủ xong, thì chúng ta hàn đánh tiếp thì sẽ tốt hơn. Nhưng mà tâm lý mà phải giữ Roshan, thì khi mà chúng ta không còn Static Storm, không còn ru ngủ thì thực sự rất là khó vào combat được. Rất là khó, chúng ta đánh phụ thuộc vào combo mà. Mất combo rồi sao chơi được. Và Medusa là con tướng bắn tay thôi, nó cứ đừng bắn vậy đó. Không thể cản được các bạn. Còn cái pha này nếu như mà thọ CC không blink vào đây đúng không? Chúng ta cả 5 người đứng ngoài đánh rách đúng không? Là team địch mà di chuyển ra. Team địch di chuyển ra chúng ta sẽ lui về thông thả, chứ chúng ta sẽ không bị die sâu như vậy. Hiểu không? Tại vì thọ đi sau đó team Disrupt nó chạy vào từ đây để câu backup cho thọ này. Xong Disrupt chết ở đây. Team bắt đầu mới ton chạy về Medusa, nó hồi sinh ra. Nó bở hóa đá, nó chạy lên tới đây, nó đứng chặn đường luôn. Không cho 496 lui về. Thế là toàn. Và cuối cùng thì chúng ta phải gọi GG thôi. Ok, vậy là 496 chính thức dừng chân tại đây rồi. Và bộ sim của mình tới là kết thúc. Bây giờ thì mình xin phép off kênh. Rất là cảm ơn em theo dõi Meme Studio cũng như theo dõi Kudo ngày hôm nay nha. Chúc anh em một ngày 8 tháng 3 vui vẻ. Và chúc các bạn nữa một ngày 8 tháng 3 mạnh khỏe, hạnh phúc, xinh đẹp, mãi xinh đẹp. Và sớm có người yêu nha. Chưa có thì cứ comment ở dưới đi. Kênh chat đông anh em lắm, là sẽ có người yêu ngay thôi. Ok, bye bye mọi người nha.